Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ronaldo muốn làm huấn luyện viên Man United. Solskjaer đang dần mất đi sự tin tưởng tại Man United. Man United đang chuẩn bị kế hoạch 160 triệu bảng. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Man United đang chuẩn bị kế hoạch 160 triệu bảng. Theo tờ The Sun, Man United đang ấp ủ kế hoạch chiêu mộ hai ngôi sao là Declan Rice và Erling Haaland vào mùa hè tới, và quỷ đỏ được cho là sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 160 triệu bảng để có thể kích hoạt hai bom tấn này. Ronaldo muốn làm huấn luyện viên Man United. Tribal Football dẫn nguồn từ The Sun cho hay, sau khi trao giày, Ronaldo muốn khởi đầu sự nghiệp huấn luyện của mình bằng cách tham gia vào ban huấn luyện của Man United. Với vai trò này, anh có thể theo dõi quá trình phát triển của con trai mình, Cristiano Junior, ở đội trẻ của Quỷ Đỏ, một số nguồn tin tiết lộ với The Sun. Ronaldo đã nói rõ với mọi người rằng anh ấy trở lại Man United để giúp họ giành những danh hiệu. Trong suy nghĩ của mình, Ronaldo sẽ khoác áo câu lạc bộ này lâu hơn một vài năm. Ronaldo vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao về mặt thể lực, và anh ấy rất thích thể hiện rằng không gì là không thể. Anh ấy bị ám ảnh bởi bóng đá và hiểu biết mọi thứ về trận đấu. Rất nhiều cầu thủ đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại Man United. Thế nên, Ronaldo nghĩ rằng đó có thể là một cách tốt để bắt đầu trường tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Trước đây, từng có không ít cầu thủ của Man United đã góp mặt trong thành phần ban huấn luyện sau khi giải nghệ, điển hình như Nicky Butt, Phil Neville hay Ryan Giggs. 4 ứng cử viên xuất sắc có thể thay Solskjaer đưa Man United tới thành công. Ole Gunnar Solskjaer bị đánh giá có nhiều hạn chế về mặt chiến thuật. Trước Aston Villa, Man United thể hiện lối đá bảo thủ, thiếu sức sống. Quỷ đỏ chơi trên sân nhà Old Trafford và sở hữu đội hình mạnh mẽ nhưng lại xuất phát với sơ đồ hai tiền vệ phòng ngự. Cách bố trí đó khiến Man United không thể tạo ra thế vượt trội so với Aston Villa. Chung cuộc họ phải nhận thất bại. Chính vì thế, tương lai của Solskjaer trở nên mờ mịt. Nếu phải thay Solskjaer, 4 ứng cử viên dưới đây đủ khả năng giúp Quỷ đỏ làm nên chuyện. Đầu tiên đó là Antonio Conte. Conte là một huấn luyện viên xuất sắc, ông đã khẳng định được tài năng ở Serra và Bremnic. Hiện Conte đang sắp thất nghiệp, vị huấn luyện viên người Ý là một bậc thầy về chiến thuật, đặc biệt ông thuần thục việc sử dụng sơ đồ ba hậu vệ. Với Conte, lối chơi của Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ thay đổi và họ hứa hẹn sẽ có cách tiếp cận khung thành đối phương mới mẻ hơn. Thứ hai đó là huấn luyện viên Zinedine Zidane. Zidane đã gặt hái rất nhiều thành công với Real Madrid, đội bóng do Zidane dẫn dắt luôn thể hiện được lối đá tấn công mạnh mẽ và đầy hiệu quả. Cristiano Ronaldo là chó cưng của Zidane khi cả hai kết hợp ăn ý tại sân Bernabeu. CR7 có lẽ sẽ chơi xuất sắc hơn nữa một khi chiến lược gia người Pháp ngồi ghế nóng Old Trafford. Quan trọng là Zidane có tinh thần của một nhà vô địch. Thứ ba đó là Erik ten Hag. Kể từ khi ngồi trên chiếc ghế nóng của Ajax năm 2017, Erik ten Hag đã giúp đội bóng này giành 5 danh hiệu. Mùa giải 2018-19, ông góp công lớn đưa Ajax vào đêm bán kết Champions League. Ông là người mang những Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong hay Donny van de Beek ra ánh sáng. Vị huấn luyện viên này có bộ óc chiến thuật đáng nể và biết cách phát huy thế mạnh của từng cầu thủ. Thứ tư đó là Brendan Rodgers. Rodgers biến Leicester City trở thành đội bóng khó chịu bậc nhất Premier League. Mùa trước ông giúp bầy cá vô địch FA Cup và đánh bại cả Man City trong trận tranh siêu cúp Anh đầu mùa này. Rodgers luôn mơ về việc dẫn dắt một đội bóng Big Six và đây có lẽ là cơ hội tốt để ông thay thế Solskjaer nắm quyền Man United. Solskjaer đang dần mất đi sự tin tưởng tại Man United. Sau những trận thua, chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer đang bị lung lay ít nhiều và chỉ cần thêm một thất bại, rất có thể vị chiến lược gia người Na Uy sẽ bị sa thải. Trận thua đầy bất ngờ trước Young Boys tại đấu trường Champions League khiến Man United phải mạnh mẽ hơn ở các giải đấu quốc nội, qua đó lấy lại lòng tin từ các cổ động viên. Việc để thua West Ham tại Carabao Cup khiến nhiều người có lý do để thể hiện sự bực tức khi Quỷ Đỏ là đội bóng duy nhất buộc Big Six bị loại. Và thất bại trước Aston Villa trên sân nhà càng khiến cho cảm xúc các Man United chạm đáy. Một trận thua không chỉ khiến cho Man United đánh mất đi cơ hội leo lên ngôi đầu bảng của ngoại hạng Anh mà còn thể hiện rằng Quỷ Đỏ không có sự ổn định như vài vòng đấu đầu tiên. Mùa giải mà cả Liverpool, Chelsea hay Man City đều bị thi đấu một cách để thuyết phục thì ít ai dám nghĩ về một chiếc vô địch ngoại hạng Anh dành cho đội chủ sân Old Trafford. Nếu Man United thắng, không có nhiều người chê trách, nhưng khi họ nhận một trận thua, mọi thứ chỉ trích đều hướng về phía Ole Gunnar Solskjaer. Vị huấn luyện viên được cho là không có dấu ấn chiến thuật, sẽ nhận ra rằng nhà cầm quân người Na Uy luôn cứng nhắc sử dụng một sơ đồ cố định, bên cạnh đó là cách bố trí nhân sự của ông gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Vị trí mà các Man United lo lắng nhất trong đội hình của Man United lúc này là tiền vệ trụ. Bất chấp Fred chơi không tốt, Ole vẫn tin tưởng và sử dụng cầu thủ này qua mỗi trận đấu. Thay vào đó, vị chiến lược gia 48 tuổi cất Donny van de Beek lên băng ghế dự bị dù tiền vệ này đã có một trận đấu hay tại Carabao Cup.
Để rồi, kết quả như nhiều người đã thấy, Fred tỏ ra vụng về trong những pha đánh chặn và cầu thủ người Brazil như ngợp trước các tình huống phản công tới từ Aston Villa trong trận đấu vừa qua. Bởi vậy mới thấy được rằng, Man United chưa đánh trận tốt thì khả năng chuyển trạng thái và phát động tấn công khó có thể được triển khai theo một cách mạch lạc. Man United hoàn toàn áp đảo với những thông số nhưng sự hiệu quả là thứ mà chẳng ai thấy. Với những trận thua nhạt bạc nhược, đó như đang sát muối vào trái tim của những fan chân chính yêu quý đỏ. 4 trận đấu gần nhất, MU đều thua 3, hẳn chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer đang lung lay ít nhiều. Kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, hiếm có huấn luyện viên nào nhận được sự kiên nhẫn nhiều như vị chiến lược gia người Na Uy. Cựu tiền đạo Man United cần thời gian để xây dựng đội bóng. Đến nay, ông đã bước sang mùa giải thứ tư dẫn dắt quỷ đỏ. Tuy nhiên, danh hiệu vẫn là điều quá xa xỉ dù đội chủ sân Old Trafford đang sở hữu dàn sao trong tay. Chỉ vài phút sau khi kết thúc trận thua Aston Villa, cụm từ Ole out đang trở thành xu hướng trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là Twitter. Hàng ngàn cổ động viên của Man United yêu cầu nhà cầm quân sinh năm 1973 từ chức để nhường chỗ cho huấn luyện viên khác. Chắc chắn, thuyền trưởng của đội bóng thành Manchester chẳng thể cầm điện thoại lúc này. Ông đang hứng chịu rất nhiều áp lực và Ole hiểu rằng tương lai của mình đang bị đặt dấu hỏi sau những diễn biến mới đây tại MU. Mọi thứ chưa phải là quá tệ với đội chủ sân Old Trafford, họ vẫn bằng điểm với Chelsea hay Man City, nhưng Man United chưa gặp bất kỳ một đội bóng lớn nào kể từ đầu mùa. Trong thời gian tới, Ole cùng các học trò sẽ bước vào chuỗi trận đầy khắc nghiệt. Nếu không thể vượt qua được, Quỷ Đỏ có thể tiếp tục trắng tay ở mùa giải năm nay. Đây sẽ là thử thách thực sự cho vị chiến lược gia người Na Uy, áp lực đang đè nặng lên đôi vai ông. Và chỉ cần một trận thua nữa thì chiếc ghế nóng của Ole sẽ bị lung lay dữ dội. Và khó ai đoán trước được ban lãnh đạo Man United sẽ có động thái gì trong thời gian tới. Một vị huấn luyện viên mới có thể đã sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Sự kiên nhẫn dành cho Ole Gunnar Solskjaer sắp hết. Người ta khó biết ban lãnh đạo Man United đang nghĩ gì trong đầu, nhưng với nhiều cổ động viên quý đỏ, sự chịu đựng của họ dành cho huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ đã đạt tới giới hạn. Trận thua 0-1 trước Aston Villa không chỉ khiến Man United mất đi 3 điểm tại ngoại hạng Anh, cuộc đua chỉ mới bắt đầu và không ai có thể gạch hoàn toàn cái tên Manchester United ra khỏi danh sách ứng viên vô địch. Nhưng trong một mùa giải mà Liverpool, Chelsea hay Man City đều tỏ ra ổn định với các chiến lược gia đẳng cấp trên băng ghế huấn luyện, ít người dám lạc quan về khả năng Man United cạnh tranh song phẳng trong ngôi vô địch. Gần một thập niên kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, Ole Gunnar Solskjaer là huấn luyện viên nhận được nhiều kiên nhẫn nhất từ ban lãnh đạo Manchester United sau David Moyes, Luis Van Gaal hay Jose Mourinho. Chiến lược gia người Na Uy đã có mùa giải thứ tư dẫn dắt Quỷ Đỏ và ông không còn nhiều lý do để bào chữa khi đội bóng chơi kém. Man United thua 3 trong 4 trận gần nhất và vấn đề lớn với đối với đội bóng này không chỉ nằm ở kết quả. Solskjaer tỏ ra cứng nhắc trong cách bố trí nhân sự và bất thành những lỗ hổng ở hàng tiền vệ và chưa thể phát huy tốt nhất năng lực từ các ngôi sao tấn công. Truyền thông và người hâm mộ đã ra giải về nhược điểm ở khu trung tuyến của Man United trong nhiều tháng qua, Ole biết nhưng chưa giải thể quyết được vấn đề. Sự có mặt của Cristiano Ronaldo không thể khóa lấp những hạn chế đã tồn tại ở Old Trafford vài mùa qua. Trước Aston Villa, Scott McTominay và Fred tiếp tục có một trận đấu không hay ở khu trung tuyến Manchester United. Pogba tiếp tục được chơi tự do ở vị trí lệch trái, nhưng trong một ngày mà cả hệ thống chơi kém, tiền vệ người Pháp không thể tạo ra khác biệt. Về lý thuyết, mọi thứ chưa phải quá tệ với Man United và Solskjaer. Họ mới chơi 6 trận ở ngoại hạng Anh và bằng điểm với Manchester City lẫn Chelsea. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ chưa gặp đối thủ lớn nào kể từ đầu mùa và chuỗi trận sắp tới của họ là cực kỳ khắc nghiệt. Man United sẽ gặp Villarreal ở Champions League vào giữa tuần tới, sau đó là các trận đấu với Everton, Leicester City, Liverpool, Tottenham, Man City tại ngoại hạng Anh. Xen giữa chuỗi marathon kể trên là hai trận đấu với Atalanta tại Champions League. Việc Man United thua 3 trong 4 trận gần nhất cho thấy phong độ của đội bóng này đang đi xuống. Ole cần phải nhanh chóng đưa nửa đỏ thành Manchester trở lại quỹ đạo nếu con nuôi tham vọng vô địch. Với việc cả McTominay và Fred đều đang chơi không tốt trong một tháng qua, Ole cần tính đến giải pháp kết hợp Matic, Donny van de Beek hay thậm chí là Jesse Lingard ở hàng tiền vệ. Cavani cần được sử dụng nhiều hơn trong bối cảnh Greenwood hay Fernandes gặp vấn đề tâm lý. Khả năng quản trị phòng thay đồ Man United của Ole cũng bị đặt dấu hỏi khi ông dường như không can thiệp vào quyết định đá phạt đền trong trận gặp Aston Villa. Cựu huấn luyện viên Tottenham và Aston Villa, Tim Sherwood cho rằng Ole đã không xử lý khéo léo khi quyết định người đá phạt đền cho Man United. Fernandes chịu áp lực lớn hơn bình thường khi có sự xuất hiện của Rondo trên sân, Sherwood bình luận. Fernandes biết rằng cậu ấy chỉ có một cơ hội đá phạt đền này thôi và áp lực lớn khiến cậu ấy đá hỏng. Huấn luyện viên lẽ ra nên giải quyết vấn đề đó từ trước. Một thất bại trước Villarreal vào giữa tuần có thể khiến chiếc ghế của Ole thêm lung lay. Manchester United không phải đội bóng có thói quen thay huấn luyện viên trong giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, nếu ban lãnh đạo Man United nhìn vào tổng thể màn trình diễn của câu lạc bộ trong một tháng qua, họ có lý do để lo lắng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.